Vâng, em Dũng, Ba Tư Văn xin gửi lời chào tới tất cả quý anh chị. Một cái mẫu xe siêu lướt vừa mới cập bến tại bên showroom Ba Tư Văn. Thì trước mặt anh chị đây là một chiếc Mazda 3 được sản xuất 2022. Vậy là xe mới lăn bánh được có hơn một năm thôi anh chị nhé. Mà đây lại là phiên bản form mới. Đây là Mazda 3 phiên bản 1.5 Luxury đã lên ghế điện, vâng, điều hòa tự động và một số những công nghệ cao cấp. Ở đây với phiên bản 2022 là lên form mới, xe đã được cải cách toàn bộ form và tất cả khoang nội thất cũng đã được cải cách rồi. Và phải nói thật rằng khi mà nó lên form mới thì cái form dáng xe nó đẹp hơn rất nhiều, mà cái công năng sử dụng cũng như là cái độ cách âm chống ồn của dòng Mazda 3 nó cao cấp hơn rất nhiều. Ngay cả những cái phần nội thất ghế da và những cái táp lô là những cái thiết bị cánh cửa cũng được hãng đã trang bị lên cao cấp hơn rất nhiều. Nói chung những chiếc Mazda 3 thời điểm form cũ nó đã được sự yêu thích trọn vẹn của người dân rồi. Đến bây giờ form mới nó lại càng được hoàn mỹ hơn và được hoàn thiện hơn cả về thẩm mỹ lẫn chất lượng. Và với khối động cơ 1.5 công nghệ Skytip thì thực sự thì cái mẫu Mazda 3 nó là cái mẫu xe Nhật lành tính, tiết kiệm và cực kỳ là bền bỉ. Và tổng thể form dáng của chiếc Mazda 3 2022 phiên bản Luxury đang được em Dũng đi quay một vòng để anh chị có thể nhìn được cái sơ qua tổng thể cái chất lượng của chiếc xe này. Mazda 3 thì được thiết kế theo ngôn ngữ polo thể thao đặc trưng của hãng xe Nhật, với những thiết kế đường nét trẻ trung mà không một chiếc xe nào có được. Anh chị có thể nhận thấy được là từng đường nét của xe đều được trau chuốt và nó thể hiện ra được cái vẻ đẹp của một cái dòng xe cao cấp đến từ thương hiệu xe Nhật. Thì với phiên bản Mazda 3 2022 thì xe đã được chủ nhân Narang đã phay lên rồi này. Đấy, phay lên rồi nhìn khá là bắt mắt. Chiếc xe này thì thực sự là một cái dòng xe mà rất là cao cấp và được chủ nhân khá là giữ gìn. Anh chị có thể nhận thấy được là thiết kế phần đầu, đó là phần đèn của xe được thiết kế đèn bi halogen. Với cộng với việc đó là những thiết kế đặc trưng, đó là những cái thanh chrome to bản được quấn vòng xung quanh xe. Và cái phần đèn được vo nhọn lại rất là đẹp mắt luôn. Và phía đèn gầm cũng là full LED hết anh chị nhé. Và mặt ca lăng thì được thiết kế đó là những cái thanh nhựa xếp lớp với nhau nhìn cực kỳ đẹp mắt, dài LED ban ngày. Và phần mặt cabo thì được thiết kế gói gọn vào bên trong khung của phần sườn giữa cái bao đầu sốc với lại những cái tai, nhìn rất là khỏe khoắn và khá là mạnh mẽ. Và phải nói thực rằng đây là sự thiết kế hoàn mỹ và hoàn hảo đến từng chi tiết luôn. Với chiếc Mazda 3 2022 thì bên em bao bảo hành cho anh chị thân vỏ nguyên bản, không đâm đụng tai nạn, máy móc nguyên zin từng chi tiết, nội thất sạch đẹp. Và thứ ba nữa đó là bao zin cho anh chị toàn bộ về máy móc cũng như là hồ sơ pháp lý chuẩn mực, anh chị có thể nhìn đây ạ. Và tất cả các chi tiết xe đẹp chuẩn mực luôn, không một tì vết luôn anh chị nhé. Một chiếc xe đẹp xuất sắc, không có điểm chê với chiếc Mazda 3 này. Và anh chị có thể nhận thấy được là xe được trang bị cảm biến trước sau. Thì với phiên bản Mazda 3 2022 thì nó ra 3 phiên bản. Một phiên bản Deluxe là phiên bản thiếu nhất, không có ghế điện. Và một phiên bản giữa là phiên bản Luxury đã có ghế điện rồi, màn hình cam lùi theo xe. Và phiên bản cao cấp Premium thì đây là chiếc Mazda 3 phiên bản giữa. Và với phiên bản này thì bên showroom Ba Tư Văn đang chỉ bán với mức giá cực kỳ hợp lý, đó là 565 triệu đồng thôi. 565 triệu đồng. Vâng. Chưa bao giờ Mazda 3 lại rẻ như thế đúng không ạ? Anh chị thấy được rằng là với những chiếc xe cao cấp như thế này mà giá nó chỉ có tầm này thôi thì tội gì phải đi Vios, tội gì phải đi Accent đúng không ạ? Đi hẳn những chiếc xe này cho nó cao cấp, cho nó chuẩn mực. Đây, form dáng xe đẹp mướt mát luôn. Và bây giờ xin mời anh chị tới phần nội thất của chiếc xe này. Anh chị sẽ khám phá ra nhiều điều tuyệt vời hơn. Phải nói rằng là hãng xe Nhật cũng đã trang bị phần nội thất cực kỳ cao cấp. Anh chị có thể nhìn ra được. Đây, phím bấm mở cửa được thiết kế bằng điện ở trên này anh chị nhé. Toàn bộ những cái phím chức năng anh chị nhìn này. Táp ly táp lô xe toàn bộ chất liệu da cao cấp và nhựa mềm. Đấy, thể hiện ra cái chất lượng và đẳng cấp một cái dòng xe đến từ thương hiệu Nhật. Tất cả đều được điều chỉnh điện hết. Đây là những form mới, xe còn nguyên tan ni lông này, còn rất mới đây anh chị này. Và đây, anh chị nhìn từng con ốc luôn. Bao bảo zin từng con ốc cho anh chị nhé. Một chiếc xe mà đẹp xuất sắc, không có một tì vết gì cả. Và đây, anh chị nhìn đây ạ.
Xe có trang bị chế độ chống trơn trượt, cân bằng điện tử này, đấy, chế độ i-stop này, và đây là những cái phần điều chỉnh hướng ngồi này, đấy, điều chỉnh hướng ngồi dành cho hàng ghế điện đây các bác nhé. Ghế điện điều chỉnh đa hướng, ghế da nguyên bản theo xe, đây chị nhìn này, ghế da nguyên bản theo xe. Và đặc trưng của dòng xe này, đây chị nhìn này, đấy, tất cả những con ốc và những cái tem mác xe còn zin và nguyên bản. Bản Luxury thì nó sẽ có ghế điện anh chị nhé. Và có trang thiết bị đó là gì đây ạ? Có chế độ Auto Hold, có nghĩa là chế độ hỗ trợ các đấy, cái đại Auto Hold em quên mất cái thời điểm nó là như nào rồi. Anh chị có thể tìm hiểu sau, hoặc là em Dũng sẽ tìm hiểu thông báo lại cho anh chị sau. Phanh tay điện tử này, ba chế độ lái Sport này, và chế độ điều chỉnh âm thanh ở khoang giữa này, đấy, rất tiện lợi nhé. Và đặc trưng đó là củ số, hộp số cao cấp của xe. Đề ớt nổ sát tốp này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, màn hình cam lùi theo xe này, và rất nhiều những cái chi tiết mà cao cấp mà hãng trang bị. Và đặc trưng đó là cái toàn bộ mặt táp lô của xe đã được gì rồi ạ? Đã được thay đổi hết toàn bộ rồi. Và anh chị nhìn vô lăng này, vô lăng của xe được thiết kế quá là cao cấp luôn, với thương hiệu logo Mazda nhô ra phía trước, và tất cả được bảo mạ chrome rồi. Và thực sự chiếc xe này nó quá mới luôn anh chị nhé, quá mới luôn. Xe mới lăn bánh độc có bao nhiêu thôi ạ? Độc có 1.9 vạn thôi anh chị nhá. Có 1.9 vạn thôi. Xe chạy quá ít luôn. Mặt đồng hồ toàn bộ bằng điện tử hết. Một chiếc xe mà quá là cao cấp và quá là tuyệt vời. Một chiếc xe Mazda 3 2022 thì đúng thật nó không khác gì một chiếc xe mới cả, đúng không ạ? Nó mới kính cong luôn, và toàn bộ tất cả các chi tiết xe là nguyên zin và nguyên bản. Đấy, tất cả những thiết kế là cao cấp dành cho một cái phân khúc xe hạng C. Và phải nói rằng đây là một chiếc xe quá đẹp luôn anh chị nhá. 565 triệu đồng, đây là mức giá chốt để cho anh chị ring chiếc xe này về nhà. Đây là một mức giá gọi là không thể rẻ hơn được nữa. Vâng, nó quá là tuyệt vời rồi. Bây giờ với chiếc Vios cũng có giá tầm này rồi thì tội gì phải đi Vios. Trong khi Mazda 3 này là một phân khúc cao cấp hơn hẳn và sang chảnh hơn hẳn anh chị nhé. Đây, lốp sơ cua còn mới cứng này anh chị này, mới cứng luôn anh chị nhé. Tất cả những đồ đoàn của xe cũng như là các thiết bị nhựa xe nó vẫn còn nguyên zin và nguyên bản. Khoang cốp khá là rộng luôn. Vâng, phải nói rằng đây là một chiếc xe cực đẹp, cực zin, cực chuẩn, đang được bày bán tại bên showroom 34 Phan, có địa chỉ tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Anh chị sẽ cùng khám phá phần nội thất của xe một chút nữa đây ạ. Chiếc xe nó quá đẹp luôn. Và đây chị nhìn đây ạ, từng chi tiết xe là phải nói là chuẩn mực anh chị ạ. Phải nói là chuẩn mực, zin nguyên và đẹp xuất sắc. Với tất cả những chiếc xe ở bên showroom 34 Phan thì bên em đều có kiểm tra đầu vào rất là kỹ. Lát nữa xin mời chị tới phần gầm của chiếc xe để có thể là nắm bắt được thông tin, thông số của chi tiết của chiếc xe này. Đây là một chiếc xe phải nói là chuẩn mực. Và anh chị đang muốn tìm một dòng xe gia đình thì đây sẽ là một chiếc xe để anh chị có thể là tìm nha anh chị nhé. Và hotline cầm tay của em Dũng 24/24 đó là 0964 834 834, hoặc anh chị đến trực tiếp địa chỉ số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương, cửa gió đi vào phía sau này. Tất cả những tồn tại của dòng Mazda cũ đó là không gian nội thất chật hẹp, nội thất kém, thì dòng Mazda mới này nó đã nâng cấp lên rồi. Phiên bản Luxury anh chị nhé, có trang bị ghế điện rồi, rất là cao cấp luôn. Vâng, vậy thì xin mời chị tới phần gầm và phần máy khối động cơ của chiếc xe này để anh chị có một cái kiểm tra thông số cơ bản và chi tiết nhất về cái chiếc Mazda 3 mà anh chị đang quan tâm. Một chiếc xe đẹp xuất sắc, chuẩn mực và zin nguyên như thế này. Và bây giờ xin mời chị tới phần gầm của chiếc Mazda 3 2020. Thì với Mazda 3 2020 thì nó đã thay đổi toàn bộ hệ thống khung gầm, sườn và máy móc cũng như là tất cả các chi tiết khác. Cho nên là cái việc nâng cầu lên này để đảm bảo xem là cái chiếc xe này máy còn nguyên zin ở phần dưới không, nó còn nguyên vẹn không và nó còn có bị ngập nước thủy kích không. Thì chị có thể nhận thấy được đây là hệ thống chân máy này. Đấy, tất cả 4 con ốc chân máy là còn nguyên chấm sơn nhà sản xuất, chưa từng vặn mở, chứng tỏ là máy còn zin. Đấy, chân máy chưa hạ thì chắc chắn là những cái đường gioăng keo này nó cũng còn nguyên vẹn này, và những con ốc nó còn nguyên vẹn này anh chị này. Và anh chị có thể nhận thấy được rằng đời 2020 thì nhìn chung là đời 2022 thì nó là một chiếc xe lướt rồi, thì tất cả nó đều phải có sự chuẩn mực. Đấy, máy móc là phải còn sáng và còn đẹp như thế này đấy ạ. Và anh chị nhìn tất cả các chi tiết là còn chuẩn mực và đẹp như thế này. Đấy là số, còn đây là máy này. Đấy, đáy mặt máy còn nguyên keo và tất cả những chi tiết nó còn nguyên bản và đẹp đẽ luôn. Cái việc nâng cầu nó rất là quan trọng, bởi vì cái việc nâng cầu là cái việc bên em đã kiểm tra đầu vào tốt, và khi kiểm tra đầu vào tốt thì sẽ bán ra những sản phẩm có bảo hành chất lượng cho anh chị. Ta soi được cả hệ thống sắt xi ở phía dưới này. Đấy, nếu xe đâm xô thì hệ thống sắt xi sẽ bị cong vênh,
Còn lại những cái này nó vẫn còn nguyên vẹn này. Và các hệ thống xương giằng này, giá đỡ của xe này, hệ thống càng nga này và hệ thống phanh này. Chúng ta với Mazda 2022 thì nó đã thay đổi toàn bộ hệ thống khung gầm máy móc, cho nên là chạy rất là sướng. Chế độ cách âm chống ồn của xe cũng phải nói là tuyệt hảo luôn. Cũng là tuyệt hảo luôn. Tất cả các chi tiết là như thế này là chuẩn mực đấy ạ. Và đây ạ. Anh chị nhìn này. Như con ống nó còn xanh lẹt luôn. Nhìn chung là cái việc nâng cầu này chỉ kiểm tra xem là nó có zin hay không thôi. Còn 2022 thì nó mới kính cong rồi, như là một chiếc xe vừa lăn bánh ở trong hãng rồi. Đấy, cổ bô của xả sáng luôn nhé. Tất cả những chi tiết này là đều bằng mạ kẽm không gì hết và được bọc ốp bằng những cái tấm nhựa chống những cái tác động phụ bên ngoài. Và đây là những cái phần lưỡi ba bô lê. Thế anh chị nhìn thấy những xe sập gầm thì lưỡi ba bô lê sẽ bị cong vênh. Còn chiếc xe này thì không hề bị nhé. Đấy, hệ thống gầm được che chắn rất là tốt, cho nên cái khả năng cách âm chống ồn của dòng Mazda Form mới này nó khác biệt hoàn toàn và nó có chất lượng cao hơn hẳn so với dòng Mazda Form cũ anh chị ạ. Và đây chính là những lý do để tại sao làm dòng Mazda xe Nhật máy đã tốt và bây giờ hệ thống thân vỏ cũng tốt nữa thì nó tạo ra một cái chiếc xe hoàn hảo. Anh chị có thể nhìn thấy được đây là ống xả của xe này. Đấy, hệ thống ống xả xe cực đẹp luôn. Và đây tất cả hệ thống khung gầm phía sau này. Ta cũng soi được cái phần sắt xi phía sau. Nếu như xe bị cong vênh thì hệ thống sắt xi phía sau cũng bị cong vênh. Và nâng lên kiểm tra thì ta sẽ thấy được nó zin tuyệt đối luôn. Và ta sẽ khẳng định được cái chất lượng của sản phẩm mà anh chị mua hoặc bên em bán ra. Nó là chuẩn mực. Chuẩn mực bằng hình ảnh và chuẩn mực bằng chất lượng xe đang vốn có. Và kiểm tra rất kỹ là bố xả còn sáng choang đây. Vâng, vậy thì với chiếc Mazda 2022 như thế này là hoàn mỹ anh chị nhé. Và nó không khác gì một chiếc xe vừa lăn bánh ở trong hãng ra, mà cái giá trị của nó đang rẻ hơn vài trăm triệu đồng. Thì thực sự đó sẽ là sự lựa chọn thông minh, thông thái. Những ai mà ít tiền thì thường nhiều tiền người ta sẽ lựa chọn cái sự an toàn, đó là sự lựa chọn những chiếc xe lướt đã qua sử dụng. Chỉ có những người ít tiền thì mới hay lựa chọn xe mới và chịu lỗ khi mà bán đi. Bởi vì xe nó chỉ là một cái phương tiện đi lại thôi, chứ nó không phải là một tài sản cố định. Anh chị đi một vài năm rồi sẽ thay đổi xe khác theo cái nhu cầu của mình. Đây, ông bồ xả sáng choang này anh chị nha, mới kính cựa luôn. Vâng, vậy thì em Dũng xin chân thành cảm ơn anh chị và mời anh chị tới các phần tiếp theo của chiếc xe Mazda 2022 này. Một chiếc xe phiên bản Nasseri tuyệt hảo luôn và zin chuẩn mực 100%. Vâng, vậy là các bác vừa tới phần gầm của chiếc xe Mazda 3 2022. Các bác sẽ thấy được rằng là bên em kiểm tra quá là kỹ lưỡng đúng không ạ? Vậy cho nên là kiểm tra đầu vào tốt thì sẽ cho ra sản phẩm được chất lượng và bảo hành được cho anh chị một cách chuẩn mực nhất. Anh chị có thể nhận thấy phần mặt cabo này, đó còn nguyên zin tất cả mọi chi tiết luôn nhé. Chung với 2022 thì không phải bàn cãi nhiều về chất lượng rồi, bởi vì nó mới tinh mà anh chị. Quan trọng đó là cái uy tín của cửa hàng cũng như chất lượng của sản phẩm mà bên em tuyển chọn về. Từ những con ốc còn nguyên zin này và từ những cái phần thanh ngụ này cũng như các chi tiết nhựa của xe này, nó mới kính cong luôn và nguyên chấm sơn của nhà sản xuất luôn. Đó, mới kính cong luôn anh chị nhá. Mới như thế này thì không phải bàn rồi. Tất cả những chiếc xe của bên em đều đảm bảo về chất lượng của chiếc xe này. Quá chuẩn mực luôn. Đây anh chị nhìn đấy ạ. Và đây ạ, từng chi tiết luôn. Và với những chiếc xe này mà với tầm tiền này thì không mua xe này thì hơi phí các bác nhé. Nó còn rẻ như vai ớt luôn mà phân khúc hạng cao chỉ có 565 triệu đồng thôi. Xe này thì anh chị nào gọi điện cho em trực tiếp em sẽ bớt lọc thêm cho anh chị một chút nữa nhé. Những xe này bớt sâu là không còn gì nữa đâu các bác ạ. Vâng, em đã báo giá bán là rẻ nhất thị trường rồi, chỉ ăn lãi một chút thôi. Nhưng quan trọng là chất lượng xe mang lại cho các bác. Đây, những con ốc máy này, chân máy nó còn đỏ hồng như thế này đấy ạ. Nguyên chấm sơn nhà sản xuất. Máy nổ êm tim tít luôn. Chung là xe lăn bánh có hơn 1 vạn, 2 vạn thì nhìn chung là không phải bàn về chất rồi. Nó nguyên bản, nguyên zin luôn. Và phải nói rằng xe rất đẹp, rất chuẩn luôn, rất xuất sắc luôn. Vậy thì với những anh chị đang quan tâm với sản phẩm siêu lướt 2022 với chiếc Mazda 3 này, phiên bản Nasseri, thì anh chị hãy điện thoại trực tiếp cho em Dũng theo số hotline 0964 834 834 để chốt xe với giá bán công khai, chuẩn mực và bao rẻ trên toàn quốc, đó là 565 triệu đồng. Khẳng định sẽ không có một chiếc xe nào đẹp hơn chiếc xe này mà giá tốt hơn thời điểm này anh chị nhé. Vậy thì anh chị điện thoại cho em sẽ bớt lộc cho anh chị một chút nữa thôi. Còn lại bớt nhiều là không vào việc anh chị ạ. Vâng, rất cảm ơn anh chị đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ đồng hành cùng showroom của Ba Tư Phan. Và em Dũng xin cảm ơn, xin chào tạm biệt tất cả quý anh chị. Hẹn gặp anh chị tại Ba Tư Phan.